Cô chào các em, ngày hôm qua cô có nhận được bình luận của một bạn nhờ cô làm về chủ đề My Hobby và sở thích là nấu ăn. Và hôm nay thì cô đã làm xong và cô chia sẻ bài này đến bạn và các em nhé. Cô bắt đầu đọc và giải thích bài này các em nhé. My hobby, cooking, sở thích của mình, nấu ăn. My hobby is cooking, sở thích của mình là nấu ăn. I started my hobby when I was in grade 2. Mình bắt đầu sở thích của mình khi mình học khối 2. At that time, vào thời gian đó, my mom usually taught me how to cook some simple meals. Mẹ của mình thường dạy cho mình cách nấu một vài các món ăn đơn giản. I share my hobby with my mother and my sisters. Mình chia sẻ sở thích của mình với mẹ mình và các chị em gái của mình. They all love cooking. Tất cả họ đều yêu thích việc nấu nướng. But sometimes I can cook alone. Nhưng thỉnh thoảng thì mình cũng có thể nấu một mình được. I love trying new recipes. Mình yêu thích việc thử các công thức nấu nướng mới. Cooking helps me be creative and express myself. Việc nấu nướng giúp mình trở nên sáng tạo và thể hiện được bản thân. It is so much fun to share delicious meals with my family and friends. Việc chia sẻ những cái món ăn ngon lành đến người thân và bạn bè thì rất là vui. Bây giờ cô đọc lại một lần nữa các em nhé. My hobby cooking. My hobby is cooking. I started my hobby when I was in grade 2. At that time, my mom usually taught me how to cook some simple meals. I share my hobby with my mother and my sisters. They all love cooking, but sometimes I can cook alone. I love trying new recipes. Cooking helps me be creative and express myself. It is so much fun to share delicious meals with my family and friends. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài My Hobby Cooking. Em có thể thay đổi về khoảng thời gian mình bắt đầu sở thích của mình. Ví dụ khi em 7 tuổi thì em sẽ diễn đạt là When I was 7 years old. Và em có thể thay đổi đối tượng em chia sẻ sở thích cùng. Ví dụ thay vì với mẹ thì em có thể viết thành là với bố hoặc là với anh trai chẳng hạn. I share my hobby with my father hoặc là with my brother. Và bài viết này chúng ta sẽ kết thúc ở đây các em nhé. Cảm ơn các em đã phản hồi các video của cô. Và nếu các em có mong muốn cô giảng dạy hoặc là chia sẻ kiến thức về phần nào thì các em hãy để phản hồi của các em ở trong mục bình luận nhé. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các video sau nhé.